Đây anh chị, 1, 2, 3, 4, 5 gang tay luôn. Một chậu anh ba cao 5 gang tay, vòi thì tua tủa, mà giá chỉ có 220.000. Thì theo anh chị mình có nên mua không mọi người? Đây là một cái lô hàng anh ba, hàng phim 18 nha cả nhà ha. Và mình thấy rất là lùm luôn, vừa lùm vừa cao nữa, và vòi hoa thì tua tủa luôn. Đây là một cái lô anh ba xưa mọi người, với size chậu là hàng phi 18. Nhưng các anh chị mình thấy toàn bộ là những cây này đều một cốt ha, rất là đẹp, hướng tròn đều nha, vừa nhiều thân vừa nhiều vòi nữa. Thì anh ba xưa cũng là một cái dòng dendro nắng mà Hoa Lan Di Phong được các anh chị mình yêu thích rất là nhiều, có mặt trong hầu hết các buổi livestream luôn. Và hôm nay em đã tìm được cho mình hàng phi 18 siêu đẹp luôn cả nhà. Chất cây là 18, size chậu là 18, nhưng chất cây là hàng thiết kế. Và giá hôm nay em bán cho các anh chị mình chỉ có 220.000 thôi. Ở cái lô hàng này thì em nghĩ anh chị mình nên sưu tầm, bởi vì á là cây á thì là đẹp nè, rất phù hợp cho anh chị mình chơi Tết, rất là nhiều lứa hoa luôn. Đây là những cái lứa nụ nhỏ nè, rồi những cái lứa nụ kế tiếp nè, và tầm khoảng 5-6 vòi đổ lên cho mình, từ 5 thân đổ lên luôn. Với những cái size chậu này mà giá chỉ có 220.000 thôi thì cực kỳ rẻ. Nên anh chị nào yêu thích sưu tầm dòng anh ba xưa thì mình có thể liên hệ với em ha. Vì cái anh này là vừa dễ chăm nè, vừa dễ hoa nè, cây bụi lùm đẹp. Ai yêu thích những cái chậu bụi lùm hơn thì em sẽ lựa cho mình những chậu bụi lùm hơn. Thì thân thủ nó có thể ngắn hơn một chút xíu, thì nó tầm khoảng 3 tới 4 găng tay của em thôi. Ví dụ như chậu này nó khoảng hơn 10 thân các anh chị ha, thì nó sẽ lùm và nó sẽ không có nhiều về chiều cao. Còn anh chị nào yêu thích về chiều cao thì nó sẽ ít thân hơn, thì tầm khoảng 5-6 thân đổ lên, ví dụ như chậu này.